Chào các bạn đến với kênh cung cấp đặc sản cho nhà hàng. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại rùa mà bên cơ sở của mình bán, rùa thịt hoặc là rùa nuôi kiểng hoặc là rùa dùng để trị bệnh tim nha các bạn. Thì cái rùa trên màn ảnh các bạn đang xem là đây là rùa sen vàng nha các bạn. Rùa sen vàng. Loại này thì trọng lượng bên mình bán là khoảng từ 2 đến 7, 8, 9, 10 kg nhé các bạn. Thì cái lưng của nó thì có các cái hình giống như hình bát quái vậy đó. Ở giữa thì có một cái sọc màu trắng. Thì đây là cái bụng đó. Bụng nó thì màu vàng nhé các bạn. Bụng vàng, có hơi đen đen một chút. Tùy con. Loại này thì giá nó dao động từ 600 đến 700 ngàn 1 kg, tùy con lớn bé nha các bạn. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên cơ sở của mình qua số điện thoại là 0949 719 719. Mình tên Ngọc, mình sẽ ship tại thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, rồi thì Long An, Tây Ninh, vân vân. Ở xa thì các bạn có thể liên hệ với xe. Loại rùa tiếp theo là rùa sen đen. Loại này thì thường dùng để ăn thịt hoặc là phóng sanh hoặc là nuôi phong thủy ở trong các cái chùa am. Nói chung là rùa này thì thích hợp cho phóng sinh hơn nhé các bạn. Đây là cái lưng của nó đó. Trọng lượng của con này thì nó bự dữ lắm. Nó dao động là từ 2 kg đến khoảng 12-13. Có nhiều con bự có thể là 15 kg nha các bạn. Thì bên cơ sở của mình có rất là nhiều kích thước. Các bạn cần thì cứ liên hệ với bên mình. Bên mình làm chuyên về cung cấp các cái loại rùa phóng sanh, rùa ăn thịt, rùa thuốc trị bệnh tim. Rùa sen đen thì bên cơ sở mình rất là nhiều nha các bạn. Nói chung trọng lượng là dao động là từ 7, 8, 9, 10, 11, 12 kg trên một con nha các bạn. Rùa này rất là lớn. Thức ăn của nó thì chủ yếu là các loại rau nha các bạn, rau muống, lục bình, bèo, rong rêu gì nó ăn hết nha các bạn. Chủ yếu là bên mình cho ăn rau muống, rau lang. Rồi tiếp theo á, là mình sẽ giới thiệu một cái loại rùa thường dùng để trị bệnh tim nha các bạn. Đây là rùa nắp. Rùa nắp thì trọng lượng nó dao động từ khoảng 7-8 lạng đến 1,5 kg. Con nào bự nhất là cỡ 2 kg thôi nha các bạn. Con nắp này là trọng lượng tối đa của nó chừng 2 kg trên một con thôi. Loại này thì người ta thường mua về chưng với dây tơ hồng, với hạt sen, đậu xanh, đậu đen, rồi thì trái bình bát để chưng lên cho người hở van tim, người bị bệnh tim ăn để trị bệnh nha các bạn. Thì loại này thì hiện giờ cũng tương đối hiếm, nhưng mà bên cơ sở của mình cũng có nuôi nhốt, có cung cấp nha các bạn. Rồi một cái loại rùa tiếp theo mà rùa này cũng tương đối quý hiếm này, đây là rùa núi vàng nha các bạn. Rùa này thì rùa cạn, là nó thức ăn của nó là cũng là các loại rau. Đây là rùa cạn nha các bạn, nuôi trên cạn, thỉnh thoảng mình cho nó uống nước thôi. Ăn thì ăn rau muống, rau lang, rồi các loại trái mướp, bầu bí mình cắt nhỏ ra đưa cho, bỏ vô cho nó là nó ăn hết nha các bạn. Ngoài này thì một số người nuôi kiểng, nhưng mà đa số thì bên mình cung cấp để trị bệnh. Rùa này là chuyên để trị bệnh tim nhé các bạn. Rùa này thì tương đối quý hiếm. Giá nó dao động là từ
800-900 đến 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 ký nha các bạn. Đồ này mắc. Thì đây là cái kênh mà mình review về các loại rùa cơ bản. Thì video tới đây là kết thúc. Chào và hẹn gặp lại các bạn.